Và lúc này thì đoàn Dan Sport của Việt Nam đã hoàn thành tỷ chiêu chỉ tiêu tại kỳ SEA Games năm nay với 3 chiếc huy chương vàng. Phần thi cuối cùng sẽ là của cặp vận động viên tới từ Campuchia, So Kim Seng và Dani Tamov. Cặp đôi của Campuchia mang số báo danh 11 cũng đã kết thúc phần trình diễn của mình ở nội dung Mỹ Latin một điệu đơn Jive. Và đây cũng là phần trình diễn cuối cùng ở nội dung Mỹ Latin một điệu đơn. Ở các nội dung trước thì đoàn Dance Sport của Campuchia chưa giành được điểm số như mong muốn và thường phá thấp ở nội dung của mình. Cho nên hy vọng họ sẽ có được điểm số cao hơn ở nội dung Jive. 7,3, 7,4, 7,4 và 7,4, tổng điểm 29,45. Như vậy là chiếc huy chương vàng ở nội dung điệu đơn Latin Jive cũng đã được xác định, và đó là chiếc huy chương vàng thứ hai liên tiếp của cặp đôi Phan Hiển và Thu Hương.